và cái giò bông của nó là khoảng vài trăm bông cho một giòi, và cái giò bông của nó dài đến đụng cái nóc cũng chưa hết nữa. Khi chúng ta thấy nó dài như vậy quá, chúng ta ngắt cái ngọn nó đi nha các bạn, ngắt cái ngọn nó đi để cho nó chẻ nhánh ra. Thì một cái giò bông vũ nữ mật ngọt mà từ lúc ra giòi mà đến lúc nở bông 3 tháng các bạn, lâu vậy đó. Chào các bạn, trên tay Mary đang cầm đây là cây lan mật ngọt, một cây lan rất là quen thuộc đối với những người chơi lan chúng ta. Tại vì cây mật ngọt này nó đã có từ thời 5 năm về trước, nhưng mà một thời gian 2 năm nay là cây này không có hàng lại, giống như nó lâu rồi cái nó qua đợt các bạn. Thì cái cây mật ngọt hiện tại là đang được trồng mới lại khỏe mạnh như vậy, đang trồng bằng chất trồng ẩm, giữ ẩm tốt. Cây này thì nó cũng chuẩn bị để ra bông thôi các bạn. Mà hôm nay Mai Huy đứng giới thiệu cái cây mật ngọt này vì lý do là cây mật ngọt nó rất là dễ trồng và dễ bông các bạn. Khi chúng ta trồng cây mật ngọt mà khi đạt tiêu chuẩn nó bự bằng một cái nắm tay vậy các bạn. Và cái giò bông của nó là khoảng vài trăm bông cho một giòi, và cái giò bông của nó dài đến đụng cái nóc cũng chưa hết nữa. Khi chúng ta thấy nó dài như vậy quá, chúng ta ngắt cái ngọn nó đi nha các bạn, ngắt cái ngọn nó đi để cho nó chẻ nhánh ra. Thì một cái giò bông vũ nữ mật ngọt mà từ lúc ra giòi mà đến lúc nở bông 3 tháng các bạn, lâu vậy đó. Nhưng mà nó đáp ứng là cái sự kỳ vọng của chúng ta chơi lan là nó phải vài trăm bông cho một giò bông của nó. Và mình có đăng cái video về mật ngọt đúng không ạ? Các bạn có thể xem cái video đó, các bạn sẽ thấy là nó rất là nhiều bông, rất là nhiều hoa, rất là ấn tượng về cái cây mật ngọt. Vũ nữ mật ngọt, nếu chúng ta đã từng chơi thì chúng ta thấy những điều mà Huy nói từ nãy giờ là không có cái nào mà Huy nói chật hết, không phải nói tầm bậy, nó đều đã được kiểm chứng hết rồi. Đó là cây vũ nữ mật ngọt, nó rất là dễ các bạn ha. Và cây này cũng nhỏ xíu thôi, nó cũng có cái giò bông, nhưng bông nó nhỏ thôi, giò nó nhỏ. Nhưng cái củ mật ngọt mà nó bự như Huy nói cái nắm tay nè, thì cái giò bông nó có thể nó cỡ ngón út các bạn, cỡ ngón út, gần bằng ngón út, nó dai vậy nè, phân chi rất là nhiều. Và cái mật ngọt là nó có cái màu vàng đậm đà, và bông của nó nhỏ thôi, nó cỡ ngón cái vậy thôi, nhưng mà nó rất là nhiều bông, nó nở chùm. Thì trong những cây lan vũ nữ thì có thể nói là cây bông vũ nữ là cây bông có cái mật ngọt, có là cây bông vũ nữ mật ngọt, nó có một cái dạng cấu trúc, cái dạng bông nó rất là đặc sắc. Cái củ bự thì chúng ta có thể gặp trên những cây vũ nữ khác như là Bobby Đài Loan, hay là CT88, hay là vũ nữ nhện xanh, chúng ta có thể gặp những cây đó. Nhưng đối với cây vũ nữ mật ngọt thì cái giò bông của nó có thể nói là ít có cây nào bì kịp, ít có cây nào có hình thái giống cái giò bông của cây vũ nữ mật ngọt. Chúng ta mà để cái giò bông vũ nữ mật ngọt không ngắt luôn, chúng ta để nó có thể mấy tháng sau, 5 tháng nó mới ra bông. Nhưng mà cái giò bông nó dài, nếu chúng ta biết uống lượng, uống hình thì chúng ta sẽ thấy là cái cây vũ nữ mật ngọt nó sẽ có cái hình rất là đẹp. Rất là nhiều nghệ nhân, rất là nhiều những người chơi lan đã làm cái cây vũ nữ mật ngọt có cái hình thái để trưng bày đi thi rất là đẹp. Thì kỳ rồi mình có đi xem tham quan vũ nữ mật ngọt ở cuộc thi lan ở Phan Thiết, thì các bạn đang coi video này cũng chính là cái video ở vũ nữ mật ngọt ở Phan Thiết. Nó khoảng 5-7 giò bông, nhưng mà họ đôm thành một cái tác phẩm kéo dài ra rất là đẹp các bạn. Thì một cây vũ nữ mật ngọt nó rất là ấn tượng cái chỗ đó. Thì hôm nay bên công ty mình có sản phẩm trồng lại khỏe mạnh cây như vậy, chuẩn bị ra bông các bạn. Chúng ta những sản phẩm này chúng ta có khả năng có được bông của mùa Tết để chúng ta chơi, còn không thì chúng ta sẽ có được một cái sản phẩm giò vũ nữ đẹp như vậy để chúng ta chơi. Trong thời gian kỳ rồi mình có giới thiệu cây mật vũ nữ nhện xanh cũng bán rất là chạy vì cái củ nó bự như vậy. Thì hôm nay cây vũ nữ mật ngọt chúng ta sẽ thấy có những cây mà cái củ rất là to đẹp như vậy để cho chúng ta sưu tầm và chúng ta chơi những cây vũ nữ. Thì cảm ơn các bạn đã xem video về cây vũ nữ mật ngọt. Chúng ta có thể đặt hàng tại trang web siêu thị hoalan.com hoặc là gọi điện bên công ty mình. Xin cảm ơn và xin chào các bạn. Mai Huy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Huy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giò lan đẹp. Xin chào.